Tiếp tục thông tin về ca nghi mắc đậu mùa khỉ ở Đắk Lắk, trong chiều ngày 4 tháng 11, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, trường hợp người dân có yếu tố dịch tễ từ Nam Phi trở về tỉnh Đắk Lắk đã có kết quả xét nghiệm real-time PCR âm tính với virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Như vậy là căn cứ theo kết quả nghiên cứu xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên thì đây không phải là ca bệnh đậu mùa khỉ. Trước đó ngày 2 tháng 11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân ở trung tâm Quảng Phú, huyện Cưm Ga trở về từ Nam Phi có biểu hiện đau mỏi các khớp và xuất hiện nhiều nổi mụn đỏ ở vùng bụng và lưng. Bệnh nhân đã thực hiện khai báo y tế và tự cách ly tại nhà ngành y tế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống bệnh điều tra xác minh trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ đồng thời lấy mẫu dịch gửi viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên để làm xét nghiệm